Hello, lời đầu tiên cũng là lời chào của Đất Rẻ Đại Bình kính gửi đến toàn thể anh chị, cô chú và nhà đầu tư. Khủng khiếp thật và cũng đáng thương thật anh chị cô chú ơi. Thì một cái hoàn cảnh mới bán đất 5 tỷ mấy mà bây giờ lại phải hai ông bà lớn tuổi hơn 70 rồi, phải lặn lội vào nương vào rẫy, ở nhờ ở đậu. Con cái lấy tiền làm ăn thua lỗ. Và bây giờ căn nhà mua 2 tỷ 2 ở mặt tiền quốc lộ 1A gần trung tâm thị trấn Thuận Nam, gần cao tốc hướng đi La Ghi Phan Thiết Nova World cũng khoảng 30 cây số trở lại. Về Sài Gòn có 150 cây số thôi. Mà bây giờ bán chỉ có 1 tỷ 3 thôi để trả nợ cho bên nhà cầm đồ hơn 800 triệu rồi. Rồi ông bà gạt lệ chia ly bán cái giá rẻ, em nghe cái giá thôi em bất ngờ thật, khủng khiếp thật. Thì thôi, nó như thế nào thì bây giờ em mời anh chị cô chú cùng với em đi khảo sát thực tế cái căn nhà 5 x 33,5 m², mặt tiền quốc lộ 1A hướng đông và có 70 mét thổ cư, rất phù hợp để xây dựng kinh doanh, để ở, để buôn bán. Rồi bây giờ anh chị cô chú cùng với em đi tìm hiểu nhé. Tại sao một cái căn nhà cực kỳ đẹp, ngang 5 dài 33,5 mét, tổng diện tích là 167 mét vuông, có 70 mét thổ cư, nằm trên trục đường quốc lộ 1A, cách cao tốc khoảng 5 cây số, cách Phan Thiết 37 cây số, hướng đi La Ghi Mũi Né Nova World khoảng chừng 30 cây số, rất tiện ích cho việc buôn bán làm ăn mà chủ phải bán. Tại sao? Vì thật ra một cái hoàn cảnh cực kỳ đáng thương, không hiểu là đáng thương hay đáng trách nữa. Vì chủ nhà này là hai ông bà cũng đã trên 70. Trước đây lúc đất sốt là bán rẫy để về ngoài phố để sống. Nhưng sau đó con cái làm ăn bị lừa gạt, bị thua lỗ. Bây giờ ông bà lúc mua căn nhà này khoảng 2 tỷ 2, bây giờ phải bán lại 1 tỷ 3 thôi để trả tiền cho bên cầm đồ hơn 800 triệu rồi. Rồi hiện tại hai ông bà phải quay ngược về chốn rẫy, chốn nương, ở đậu nhà người khác để căn nhà này trống và bán cho anh chị cô chú. Như vậy với căn nhà tuyệt vời này mà giá nó rẻ rẻ khủng khiếp, rẻ em không tin nổi luôn. Nhưng mà chủ nói sao thì mình rao đúng vậy. Nhà mặt tiền quốc lộ mà có 1 tỷ 3 thôi, bán nhanh, bán gấp, bán đổ, bán tháo, bán để lấy tiền trả cho tiệm cầm đồ liền 800 triệu hơn. Rồi một cái hoàn cảnh cực kỳ đáng thương. Thôi bây giờ em nói cũng nhiều rồi, em mời anh chị cô chú cùng với em đi vào trong để mình xem nó có những cái gì đặc biệt để mà anh chị cô chú quyết định đầu tư vào nó, vì cái căn nhà quá đẹp anh chị cô chú ơi. Rồi phía trước nha, cái hướng xe chạy là về Sài Gòn khoảng 150 cây số, tới cây số 42 vào đường cao tốc khoảng 5 cây số, về La Ghi khoảng 24 cây số và ngược về Phan Thiết thì khoảng 37 cây số. Nhà này hướng đông nha, vừa đông vui mà vừa hướng đông chánh hiệu luôn, mở cửa ra là thấy nắng mới sớm vào phòng. Nhà cực kỳ kiên cố, cực kỳ đẹp, ba lớp rào đó. Lớp thứ nhất từ trái sang phải là 5 mét,
lớp thứ nhất. Tất cả được láng gạch, tán gạch rất là đẹp. Hai chỗ để xe hơi luôn nha. Cửa thứ hai cực kỳ đẹp. Đây, mình để xe hơi ở đây nha anh chị cô chú. Đó. Kinh doanh buôn bán làm kho xưởng gì đầy đủ hết anh chị cô chú. Đừng ngại ngần mà đầu tư cái này nha. Đây, cửa thứ ba. Và bước vào cái cửa thứ ba là phòng khách. Anh chị cô chú có thể làm văn phòng. Và phía bên trái là cầu thang, phía trên có một cái gác. Đây, anh Hải làm việc chung với em. Và sau phòng khách là phòng bếp. Và xu hướng bây giờ là phòng bếp nó sau phòng khách và trước phòng ngủ nha anh chị cô chú. Cực kỳ đẹp. Điện nước vào là ở ngay. Điện đồ có sẵn hết. Tường được ốp lát gạch rất đẹp. Và đây là phòng ngủ thứ nhất. Trong phòng ngủ có hệ thống điện đầy đủ. Phòng này thì chưa có máy lạnh. Nếu anh chị cô chú muốn gắn máy lạnh thì gắn. Đây là phòng thứ hai. Phòng này thì đã gắn máy lạnh rồi. Điện đài ok. Đây máy lạnh. Đó. Nhà này thì vào lỡ ngay, lau chùi lỡ ngay. Và phía sau nhìn ra xa xa là núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình, gió mát trăng thanh. Đó. Hệ thống bồn nước, nước điện nhà nước hết, rất đẹp. Và phòng vệ sinh đây, phòng vệ sinh có sẵn hết, mua vào ở ngay, không phải lo lắng gì nha. Rồi bây giờ em mời anh chị cô chú cùng với em bước lên trên cái gác. Thì căn nhà này nó phù hợp cho gia đình nhỏ, gia đình lớn gì đều được hết. Và thuận tiện cho kinh doanh buôn bán tất cả các mặt hàng. Vì nó nằm trên trục đường quốc lộ 1A. Rất là đẹp, rất sầm uất. Đó, bây giờ mình lên. Thì đương nhiên nhà nó xây sẵn thì nó không như ý muốn của mình. Nhưng chắc chắn một điều, nhà rất kiên cố, rất đẹp. Mua vào là ở ngay. Đó. Đặc biệt là cái giá sát đáy đại dương luôn. Anh chị cô chú có tin hay không? Mặt tiền quốc lộ 1A 167m2, 70m thổ cư mà có 1.3 tỷ thôi. Đây là phòng phía trên lầu nha. Đây là gian thờ. Đó. Và phía sau là có một cái phòng ngủ nữa. Trên phòng ngủ này có máy lạnh luôn nha. Rồi. Cửa sổ mở ra là đón gió vào phòng cực kỳ mát. Đó. Ở trên nhìn xuống anh chị cô chú thấy không? Từng ngọn đồi nhấp nhô như những con rồng uốn lượn, tạo nên một cái bình phong rất là đẹp, một cái khung cảnh rất là yên bình. Đó. Rồi. Có một phòng tắm luôn. Đây. Như vậy với 1.3 tỷ mà anh chị cô chú có một cái căn nhà tuyệt đẹp. Ở sát bên trung tâm thị trấn huyện Hàm Thuận Nam luôn. Đó. Tìm đâu ra cái mảnh đất này, cái căn nhà này rất đẹp. Đây, hệ thống cửa sổ là có hết nha anh chị cô chú. Đây, phía bên xung quanh nhà người ta nè, phía bên hông nhà nè, mình nhìn ra là thấy núi nè. Ngọn núi như là cái tấm bình phong che chắn cho cái nhà cửa của mình, rất đẹp. Rồi bây giờ mình cùng nhau nhìn lại một lần nữa từ đây, trong nhà nhìn ra ngoài đường. Đó, anh chị cô chú thấy không? Chỗ này hai chiếc xe hơi hoặc để kho, để săn bãi làm nhà những cái văn phòng này nọ ok hết. Đó, mở cửa ra là thấy ánh sáng vào phòng luôn. Rất đẹp.
Rồi như vậy thì Đất Rẻ Đại Bình xin thông tin là một lần nữa cái căn nhà nằm trên trục đường quốc lộ 1A rất gần trung tâm Hàm Thuận Nam, La Ghi, Phan Thiết, cao tốc. Chủ đang ngợp thở, ngợp oxy, cần bán gấp để trả cho bên tiệm cầm đồ hơn 800 triệu, chỉ còn được vài trăm triệu. Sống lay lắt tuổi già, bán hơn 5 tỷ mấy mà bây giờ nợ khủng khiếp thật. Rồi, hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại 0703 431 475 để được em hướng dẫn xem và chốt luôn. Đừng trả giá nhé. Em xin chân thành cảm ơn anh chị cô chú rất nhiều.